Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vực ta nói hố tương tư. Vâng, một đôi loan lời bốt 151 về với anh Thuận ở Đắk Lắk. Vâng, anh có cọc bên em trước 100.000 rồi ạ. Vâng, tiền thu còn lại của anh là 850.000. Vâng, bên em đang két gửi cho anh Thuận nhé. Vâng, bên em đang đóng hàng ạ. Băng dính nó hơi kêu nhưng không vấn đề gì anh Thuận nhé. Vâng, bên em đang test rất cẩn thận trước khi gửi đây ạ. Vâng, đây là đô la lời bốt 151 hỗ trợ cái giải chung mà cho những bộ dàn karaoke còn thiếu. Vì thế chúng ta nên hỗ trợ cái bốt 151 này để cho cải thiện set âm giải chung lời ca sĩ đấy ạ. Vâng, và đây là sản phẩm mới bên em bảo hành 1 năm anh nhé. Vâng, hộp của anh đấy ạ. Hộp của anh ạ. Vâng, quay trở lại cái bốt 151 bên em đang test. Này phố xưa chỉ ta đồng hành từng đầu. Vâng, thiên về giải chung nghe rất là rõ cái lời bài hát hoặc là lời ca sĩ ạ. Một mùa Noel đột nhiên em khóc mắt sâu thầm thấm. Vâng, bên em đang kết hợp với lại cái lọc Pivay Pivay 231. Ôi Chúa trên cao. Vâng, và một cái máy nâng tiếng tôi đeo có tích mã là CB600 ạ. Vâng, và một cái vang cơ lai số Wewood mã là K10BL. Vâng, và một cái đẩy 4 kênh Wewood mã là 4850L. Đây là bộ dàn karaoke khá là cao cấp và đang tích hợp với đô la bốt 151 của anh Thuận ạ. Dập chân trong màn khói mơ thấy bóng em về nghe tiếng em. Vâng, đô la này chỉ tập trung vào giải chung thôi ạ. Vì thế bát nó rất là ít và chép cá là ít, tập trung vào lời. Nếu mà chúng ta có cái phòng ngủ không gian nhỏ, chúng ta cũng thể lắp được một cái đôi loa bốt 151 này để nghe và du dương trước khi ngủ ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Vì từ em đi nạn chúng ta uống có xua tan mỗi buồn một lần trong men cay. Nhưng chớ trêu thay càng say sâu càng sâu. Vâng, hiện tại cái đơn lời bốt 151 của anh Thuận ở Đắk Lắk đã hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây thì phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Và sau cùng chúc anh Thuận và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, anh Thuận mấy lần trước thì cũng lấy bên em cũng khá là nhiều sản phẩm rồi ạ. Vâng, anh cũng đã là vị khách quay trở lại với Zika Audio.